Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Tin 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong lúc chuẩn bị công bố chi tiết về các kế hoạch kinh tế vào cuối tuần này, bà Kamala Harris đang thúc đẩy một cuộc tranh luận mới vào tháng tới trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11. Trong khi đó, ông Donald Trump lại từ chối tham gia, cho rằng đã đến lúc bắt đầu bỏ phiếu sớm ở một số tiểu bang. Cụ thể, vào ngày 22 tháng 9, bà Kamala Harris đã kêu gọi ông Donald Trump chấp nhận đề xuất tranh luận trên CNN vào ngày 23 tháng 10, như một phần tiếp theo của cuộc tranh luận diễn ra vào ngày 10 tháng 9 trên ABC News. Có lẽ bạn đã nghe được rằng tôi muốn tổ chức một cuộc tranh luận khác và tôi hy vọng ông Donald Trump sẽ đồng ý. Tuy nhiên, còn nhiều vấn đề khác mà chúng tôi cần phải thảo luận. Thưa bà đã gây quỹ được 27 triệu đô la Mỹ. Đây là số tiền lớn nhất kể từ khi bà bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống. Bà cảm thấy thế nào về điều đó? Vâng, điều này cho thấy có rất nhiều sự ủng hộ cho thông điệp của chúng tôi. Và những gì chúng tôi cần làm là tiến lên phía trước, vạch ra một con đường mới và từ bỏ mọi nỗ lực chia rẽ đất nước. Vấn đề mà tôi thấy ở phía đối phương là khiến người dân Mỹ mất đi giá trị. Họ dường như không nhận ra rằng đất nước chúng ta có rất nhiều người tốt, những người muốn làm việc chăm chỉ, làm điều đúng đắn và cần một nhà lãnh đạo tin tưởng vào sức mạnh của sự đoàn kết. Bà có lời gì muốn gửi đến ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump ngay lúc này? Hãy cùng tôi tham gia cuộc tranh luận sắp tới. Chúng ta cần tổ chức một cuộc tranh luận khác vì còn nhiều điều cần được trao đổi. Cử tri Mỹ xứng đáng được lắng nghe những cuộc thảo luận về bản chất, các vấn đề và chính sách. Ông có kế hoạch gì? Và tôi thì sao? Chúng ta nên có một cuộc tranh luận trước ngày bầu cử sắp tới. Cảm ơn tất cả các bạn. Phát biểu trước những người ủng hộ tại Bắc Carolina vào ngày 21 tháng 9, ông Donald Trump cho biết rằng đã quá muộn cho một cuộc tranh luận khác vì bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số tiểu bang. Trong khi đó, theo các nguồn tin lân cận cho biết, bà Kamala Harris dự kiến sẽ công bố một loạt chính sách kinh tế mới nhằm giúp người Mỹ tích lũy tài sản và thiết lập các ưu đãi cho doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu này. Ngày 22 tháng 9, các nhà lãnh đạo Quốc hội Mỹ đã công bố thỏa thuận gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang đến giữa tháng 12 nhằm ngăn chặn nguy cơ đóng cửa Nhà Trắng chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống. Trong bối cảnh nguồn tài trợ cho chính phủ Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 và Quốc hội vẫn chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách cả năm, một biện pháp tạm thời đã được nhiều người mong đợi. Đảng Cộng Hòa đã duy trì quan điểm trong nhiều tuần qua rằng mọi quyết định gia hạn tài trợ cho chính phủ phải đi kèm với các yêu cầu mới, trong đó có việc cử tri phải chứng minh quyền công dân. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu về dự luật kết hợp các điều khoản bầu cử với gia hạn tài trợ thêm 6 tháng đã thất bại tại Hạ viện, nơi do Đảng Cộng Hòa kiểm soát vào ngày 18 tháng 9. Thỏa thuận mới được công bố không bao gồm các điều khoản bầu cử và chỉ gia hạn tài trợ cho chính phủ liên bang đến ngày 20 tháng 12. Dự luật mà Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu trong tuần này cũng sẽ bổ sung 231 triệu đô la Mỹ cho cơ quan mật vụ Mỹ, mức tăng đáng kể sau hai vụ nghi phạm ám sát hụt ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump. Ngoài ra, dự luật còn cung cấp 47 triệu đô la Mỹ tài trợ bổ sung cho an ninh ở Washington trong lễ nhậm chức tổng thống. Những diễn biến trên cho thấy, Quốc hội Mỹ đang phải đối mặt với một thời hạn cấp bách hơn vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, khi các nhà lập pháp sẽ cần nâng trần trợ công hoặc đối mặt với nguy cơ không thể thanh toán khoản nợ lên tới hơn 35.000 tỷ đô la Mỹ của chính phủ liên bang. Việc chính phủ ngừng hoạt động có thể dẫn đến đóng cửa các cơ quan liên bang và công viên quốc gia, hạn chế dịch vụ công và khiến hàng triệu nhân công tạm nghỉ việc mà không được trả lương, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử. Lần gần đây nhất của chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần là vào cuối năm 2018, khi ông Donald Trump còn làm Tổng thống. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố sẽ không tìm kiếm thêm một cơ hội tái tranh cử, kể cả khi ông để thua Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử vào tháng 14 tới, đồng thời nói thêm rằng ông vẫn lạc quan về việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Trước đó, ông Trump đã bác bỏ khả năng tham gia cuộc tranh luận Tổng thống thứ hai với bà Harris sau khi đài CNN đưa tin rằng ứng viên đại diện Đảng Dân Chủ đang tìm kiếm một cơ hội đối đầu khác vào ngày 23 tháng 10. Cựu Tổng thống cho rằng đã quá muộn để tổ chức một cuộc tranh luận khác vì việc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở một số tiểu bang của Mỹ. Ông Trump cũng đã chỉ trích cuộc tranh luận trên sóng ABC với bà Harris hôm 10 tháng 9 là không trung thực, trong khi nhiều đồng minh tuyên bố rằng những người điều phối đã thiên vị ứng viên của Đảng Dân Chủ. Theo cuộc thăm dò dư luận mới nhất của CNN, Phó Tổng thống Kamala Harris giành được 50% sự ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Donald Trump giành được 47%. Ngày tổng tuyển cử ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 11 và tỷ lệ ủng hộ đối với cả hai ứng cử viên
vẫn đang rất xích sao. Do đó, việc giành được lá phiếu của các cử tri còn lưỡng lự có thể sẽ là yếu tố quyết định kết quả cuộc bầu cử năm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Israel mới đây cho biết nước này không muốn căng thẳng, leo thang thành chiến tranh tổng lực với Hezbollah, cáo buộc Iran đứng sau mọi xung đột khu vực. Cùng với đó, Tổng thống Israel cũng phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến vụ nổ hàng loạt và nhắn tin và bộ đàm ở Liban từ ngày 17 cho đến ngày 18 tháng 9, khẳng định Israel không muốn gây chiến với nước láng giềng. Trả lời trong cuộc phỏng vấn được truyền thông Mỹ phát sóng hôm 22 tháng 9, Tổng thống Isaac Herzog cho biết không muốn chiến tranh tổng lực xảy ra sau khi được hỏi liệu Israel có đang đẩy xung đột với Hezbollah leo thang thành cuộc chiến quy mô lớn hay không. Hoàn toàn không. Chúng tôi không muốn cuộc chiến này xảy ra. Israel không hướng tới chiến tranh, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu toàn lực nếu chiến tranh nổ ra. Hezbollah có rất nhiều kẻ thù và chính lực lượng này đã bóp nghẹt Liban, hủy hoại đất nước này nhiều lần. Chúng tôi chỉ đang tự vệ. Đó là tất cả những gì chúng tôi làm. Ông Herzog cũng cáo buộc các lực lượng ủy nhiệm của Iran đã tấn công lãnh thổ Israel suốt gần một năm qua, đề cập đến cuộc đột kích của Hamas nhằm vào miền nam nước này ngày 7 tháng 10 năm 2023 và chiến dịch phóng tên lửa, rocket và máy bay không người lái được Hezbollah phát động sau đó một ngày. Ông Herzog nói rằng Hezbollah không ngừng phóng rocket vào miền bắc Israel, khiến khoảng 100.000 người phải sơ tán giữa lúc quân đội Israel tập trung cho chiến sự ở dải Gaza. Hiện chiến dịch ở dải Gaza vẫn tiếp diễn, song Israel đã tăng cường lực lượng đến biên giới phía bắc trong những ngày gần đây, trong đó có sư đoàn 98 tinh nhuệ từng đóng vai trò dẫn đầu hoạt động đối phó với Hamas. Chính phủ Israel cũng đặt ra mục tiêu đưa người dân sơ tán ở biên giới phía bắc trở về an toàn. Những phát biểu trên xuất hiện khi căng thẳng giữa Israel và Liban đang leo thang. Tối 21 tháng 9, lực lượng phòng vệ Israel thông báo đã tiến hành hai đợt không kích lớn, đợt đầu nhằm vào khoảng 290 mục tiêu, trong khi đợt thứ hai tấn công thêm 110 địa điểm khác trên khắp miền Nam Liban, phá hủy hàng nghìn nòng phóng tên lửa và tăng cường cường độ tấn công tại khu vực này. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel cho biết hàng chục máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành các đợt tấn công mạnh mẽ sau khi phát hiện Hezbollah chuẩn bị phóng tên lửa vào lãnh thổ Israel. Thưa quý vị, truyền thông địa phương ngày 23 tháng 9 đưa tin, ít nhất 6 người đã thiệt mạng sau khi mưa lớn tại tỉnh Ishikawa ở miền trung của Nhật Bản đã gây ra lũ lụt và lở đất trên khắp vùng Noto ở phía bắc của tỉnh này. Theo đài truyền hình NHK, các nạn nhân nói trên được tìm thấy ở hai thành phố Kajima và Suzu, đều thuộc tỉnh Ishikawa. Ngoài ra, hai người mất tích sau khi bị nước lũ cuốn trôi ở thị trấn Noto và thành phố Suzu. Trong khi đó, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa thông báo 4 ngôi nhà ở Kajima bị nước lũ cuốn trôi và 4 cư dân khác cũng chưa được tìm thấy. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, riêng mây tính từ tối ngày 20 tháng 9 đến 22 giờ ngày 22 tháng 9 theo giờ địa phương, thành phố Kajima ghi nhận lượng mưa lên tới gần 500mm. Con số này ở thành phố Suzu là gần 400mm. Cả hai con số này đều cao gấp đôi lượng mưa trung bình ghi nhận trong những tháng 9 hàng năm trước đây, và cũng là mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu ghi chép dữ liệu. Cơ quan này kêu gọi người dân duy trì cảnh giác do vẫn có nguy cơ xảy ra lũ lụt và lở đất tại tỉnh Ishikawa.